Cầu cơ cấu tối ưu, bền, an toàn và đáng tin cậy. Máy dễ lắp đặt, vận hành đơn giản, sử dụng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể dễ dàng vận hành máy. Sử dụng máy ép cảm viên S200, người chăn nuôi chủ động về nguồn thức ăn cho vật nuôi, yên tâm về chất lượng cám, giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Máy thích hợp dùng cho các nông hộ, trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ. Với 5 loại nguyên liệu thô tươi là bã dầu lạc, ngô hạt, vỏ lạc, đỗ tương và rau, cùng với nguyên liệu đặc biệt đó là trứng gà, máy ép cảm viên S200 của công ty Bình Minh có thể ép ra được thành cảm viên hay không thì xin kính mời quý vị hãy cùng theo dõi video tiếp theo đây. Cầu cơ cấu tối ưu, bền, an toàn và đáng tin cậy. Máy dễ lắp đặt, vận hành đơn giản, sử dụng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể dễ dàng vận hành máy. Sử dụng máy ép cảm viên S200, người chăn nuôi chủ động về nguồn thức ăn cho vật nuôi, yên tâm về chất lượng cám, giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi. Máy thích hợp dùng cho các nông hộ, trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ. Và hiện tại, kỹ thuật viên sẽ bắt đầu thả nguyên 3 quả trứng gà vào máy, đang nghiền ép đa dạng các loại nguyên liệu thô và tươi. Các nguyên liệu thô như là đỗ tương, ngô hạt, cạnh đó là nguyên liệu tươi như là rau cỏ băm nhỏ, với nguyên quả trứng được phối trộn với tỷ lệ độ ẩm chiếm từ 10 đến 20%, làm máy có thể dễ dàng nghiền ép. Sau khi trộn nguyên liệu, quý vị tiến hành đổ cám vào phễu nạp liệu của máy. Với cơ cấu ép đứng độc đáo, máy sẽ tự động ép ra cám viên một cách nhanh chóng. Buồng làm việc với hệ thống hai quả lô quay tròn khỏe khoắn có nhiệm vụ nghiền nén ép nhanh nguyên liệu đi qua mặt sàng lỗ và tạo thành cám viên. Các nguyên liệu thô như là ngô nguyên hạt hay vỏ trứng như quý vị thấy thì đều được máy nghiền ép một cách nhanh chóng. Máy sẽ cho ra nguồn năng suất ổn định từ 150 đến 250 cân trên một giờ, rất thích hợp cho các nông hộ, trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Và khi máy đã chạy ổn định, bà con có thể đổ đầy nguyên liệu vào trong toa nạp để máy tự động đảo nghiền. Bà con có thể điều chỉnh kích thước của viên cám thông qua các lỗ mặt sàng từ 3 ly, 4 ly đến 5 ly. Khi cần sản xuất cám viên với kích thước khác nhau, phù hợp cho từng loại vật nuôi, bà con chỉ cần thay đổi mặt sàng và điều chỉnh dao cắt cám nằm dưới mặt sàng sao cho phù hợp. Phía trên là toa nạp tròn dọa phễu, tiếp nguyên liệu thẳng trực tiếp xuống buồng nghiền. Phía dưới cơ máy là bộ phận cầu hộp số, giúp máy hoạt động ổn định, nhẹ tải hơn. Máy hoạt động chuyển động từ động cơ qua dây đai Cura, động cơ chạy tải ổn định từ 4 đến 5,5 kW. Nguồn điện tải cung cấp là điện 3 pha 380V. Trong quá trình ép cám, máy sinh ra nhiệt lượng từ 50 đến 60 độ nên đảm bảo các thành phần vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng không bị biến đổi. Bà con có thể phối trộn thêm men vi sinh để giúp vật nuôi tiêu hóa, hấp thụ thức ăn dễ dàng hơn. Với sức nghiền ép khỏe khoắn từ quả lô, các nguyên liệu giờ đây đã được nghiền ép nhanh chóng, cho ra thành phẩm viên nén đều và đẹp. Từ chủ động trong nguồn thức ăn chăn nuôi đã giúp cho rất nhiều bà con gia tăng thu nhập, có thể tự chế biến ra các công thức ép cám với đầy đủ dinh dưỡng từ các loại phụ phẩm sẵn có trong gia đình, như 5 loại nguyên liệu mà ngày hôm nay công ty Bình Minh đang sử dụng. Thay vì sử dụng cám công nghiệp, giờ đây bà con đã hoàn toàn có thể tự sản xuất ra cám viên dinh dưỡng tại nhà, tiết kiệm lên tới 40% chi phí chăn nuôi. Và mọi chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm sử dụng trong ngày hôm nay, quý vị có thể liên hệ theo số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình để biết thêm thông tin chi tiết. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp. Xin chúc tất cả quý vị chăn nuôi thành công. Và hiện tại ở phía trên màn hình là một số video liên quan đến dòng sản phẩm. Quý vị có thể nhấp vào video để biết thêm thông tin chi tiết.